Mình hướng dẫn mọi người cách khôi phục cài đặt gốc cho TV TCL nha. TV Smart, TV Smart, TV TCL. Thế là mình mở hình đây. Đấy. Đấy, TV TCL. Trở lên. Từ điều kiện này mình chọn nút cài đặt này, đây bấm có hình như răng cưa này, bấm một phát rồi nó lên đây, thấy chưa, lên xuống này, lên xuống, xuống nữa, xuống nữa, xuống hỗ trợ, bấm ok, xong qua đây. Ồ, rồi mặt rồi đi lại. Đây, làm lại này. Đó. Đó, ấn xuống. Rồi hỗ trợ. Chọn bên đây là chọn khôi phục cài đặt gốc. Ấn ok. Bắt buộc hôm nay là họ bắt buộc thì mình sẽ nhập con số là 1234. 1 2 3 4. Xong mình ấn ok nha. Ok. Rồi nó hỏi mình chọn qua ok luôn. Đó. Đó từ tí nó tự khởi động là tivi. Đấy, đang khởi động là tivi đấy. Chờ tí đang khởi động là tivi. Đấy. Khôi phục đặt góc này giúp cho TV mình chạy mượt hơn, đỡ chậm hoặc là có những ứng dụng nó bị lỗi. Đây. Bây giờ chuẩn bị xin chào này. Rồi mình cần tiếng Việt. Đánh ok. Đó, ok rồi. Rồi mình chọn vị trí của bạn ở đâu? Ở nhà. Mình chọn ở nhà một cửa hàng nên không có hàng. Mình ở nhà này. Tiếp, ok tiếp. Rồi chọn quốc gia, anh nút xuống. Chọn Việt Nam. Ok. Tiếp. Rồi có điều khoản. Ok luôn, đồng ý luôn. Đây, chế độ trên này là chế độ kết nối với dây này, còn cái này là chế độ Wi-Fi, Wi-Fi mà anh ok vào nó sẽ hiển Wi-Fi ra. Rồi bằng kết nối Wi-Fi nha. Đây, nhấn sang tiếp theo. Ok, nhập bắt buộc vào. Đó. Thấy chưa? Mình hậu này. Còn bên đây nhà mình đã dùng giấy rồi ấy, thì mình phải cần mình qua mình dùng dây nhanh. Cắm dây vào. Đó. Mình ok luôn. Đó. Rồi tên TV, tên gì được, mình để phòng ngủ đi. Rồi, anh tiếp. Tiếp luôn, ok luôn. Cái này anten thì mình có anten bỏ qua. Nhà mình xây mạng bỏ qua luôn. Đó, xong. Nó hoàn thành. Đấy. Được hoàn thành thôi. Ok, thế là có TV xem rồi đấy. Đấy. Rồi. Bây giờ bạn trên kiện bấm nút đây. Ở nhà. Lên nó hiện lên luôn. Đó xong đầy đủ ứng dụng nữa, đó đủ hết đấy, đây là xong không bù được góc nha.